Nào, để chị cho em đi ăn cỏ nhá. Anh gì ơi, anh ơi, có ai không, cứu với, anh gì ơi, mời cái thằng to đầu này, có tí việc mà cũng làm không xong. Anh cứ bình tĩnh đã, nóng giận thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Em bảo anh phải bình tĩnh kiểu gì, nếu mà không tóm được nó, xong nó đi báo công an nhá, cả anh và cái công ty này đều toang đấy. Anh cứ yên tâm đi, dù sao thì anh cũng thuê người đánh cho hắn một trận như tử và ép hắn phải uống thuốc mất trí nhớ rồi, thì hắn báo công an kiểu gì. Nhưng mà đấy, chỉ là thuốc mất trí nhớ tạm thời thôi, nhớ có ai cứu được nó thì làm sao. Thế bây giờ anh cho thêm người đi giải quyết đi, một mình hắn thân tàn ma dại lại còn mất trí nữa, anh nghĩ là không chạy được xa đâu. Để anh gọi lại bảo chúng nó mới được. Mà này, anh bảo với chúng nó, nếu như mà không giải quyết được thì đừng có nhận đồng nào, xem chúng nó có làm được việc không. Anh biết rồi. Anh ngồi xuống đây đi. Anh ăn đi này. Cảm ơn cô. Nhưng mà đây là đâu thế này? Đây là nhà tôi. Tôi thấy anh bị ngất ở ngoài đồng nên đem về đây. Anh đã ngủ hơn một ngày trời rồi đấy. Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? Tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Sao tôi lại ở đây? Thôi được rồi, từ từ anh khắc nhớ. Bây giờ anh cứ ăn hết bát cháo này đã. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Không có gì đâu. Mà cô thấy tôi nằm bất tỉnh ngoài ruộng như vậy, cô không sợ? Tất nhiên là sợ rồi. Lúc đó tim tôi đập thình thịch ấy, tôi còn định bỏ chạy ấy chứ. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu không, bây giờ tôi không biết tôi ra sao cả. Nếu không phải tôi cứu anh thì cũng sẽ có người khác cứu thôi. Mọi người ở đây đều tốt mà. Công nhận, cuộc sống ở đây yên bình thật. Mặc dù tôi không nhớ mình là ai và đã từng sinh sống ở đâu, nhưng tôi cảm nhận thấy tôi chưa bao giờ có cuộc sống yên bình như ở đây. Thế thì anh cứ ở lại đây đi, tĩnh dưỡng cho khỏi. Bao giờ nhớ mình là ai thì đi cũng được mà. Cô cho tôi ở đây thế này, cô không sợ tôi lấy trộm đồ nhà cô à? Nhà tôi ở quê, có đồ đạc gì quý giá đâu chứ. Anh lấy được gì thì cứ lấy. Tôi đùa thôi. Thôi được rồi, anh ăn cháo đi cho mau khỏe này. Cảm ơn cô nhé. Để lát tôi đi báo công an tìm người nhà cho anh. Được vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi, không phải cảm ơn như thế đâu. Tôi nghe không quen. À, anh ăn cháo đi. Ê cô em, cho anh hỏi nhờ phát. Có chuyện gì vậy ạ? Cô em có thấy thanh niên nào lạ mặt mà có vẻ mất trí nhớ đi ngang qua đây không? Ơ, các anh đi tìm người bị mất trí ấy ạ? Đúng rồi, cô em có thấy người nào như thế không? Các anh có quan hệ gì với người đấy ạ? À, bọn anh là người nhà, đang đi tìm nó. Em mới thấy nó ở đâu thì báo anh nhé. Anh cho tiền. Mấy người này có vẻ không tử tế cho lắm. Sao? Em nhớ ra nó ở đâu chưa? Dạ, em chưa gặp người nào như thế ạ. Chưa gặp? Chưa gặp mà hỏi chứ đúng rồi ấy. Mất cả thời gian của tao nữa. Dạ, em xin lỗi ạ. À mà này,
Nếu ở đây mày thấy cái thằng nào như tao vừa tả thì giữ lại rồi báo cho bọn tao, nghe chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Rồi với trả lòng, nhớ đấy. Đi mày, sang làm bên tìm. Cậu ta có biểu hiện gì lạ không? Không chị ạ, anh ấy vẫn chưa nhớ gì cả. Ôi dồi ôi. Thế em đã báo công an chưa? Em báo rồi chị ạ. Họ nói là khi nào tìm được người nhà của anh ấy thì họ sẽ báo lại ạ. Ừ, thế thì cũng nhanh thôi. Nhưng mà lúc nãy em gặp hai người đang đi tìm người đàn ông bị mất trí nhớ. Em đoán chắc là họ đang đi tìm anh ấy đấy ạ. Này, có khi nào bọn đấy là bắt cóc không nhỉ? Thế có khi nào anh ta bị bắt cóc xong rồi trốn ra được, nhưng mà vì sợ quá nên bị mất trí nhớ không ạ? Chị cũng chỉ đoán thế thôi. Bây giờ mình mà muốn biết chính xác thì phải đợi anh ta khôi phục lại trí nhớ đã. Không biết bao giờ anh ấy mới nhớ lại được nữa. Khổ thân thật đấy. Nói chung á, trong nhà có người lạ cứ phải cẩn thận em ạ. Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng theo cảm nhận của em, anh ấy cũng là một người tử tế đấy ạ. Này, hay là chị em mình cứ đưa cậu ta lên công an, khi nào có người đến đón thì họ đưa cậu ta về. Lúc đầu em cũng định vậy, nhưng mà em lại thấy không ổn lắm. Nhỡ có người giả danh người nhà rồi đưa anh ấy đi thì sao hả chị? Em yên tâm, công an người ta sẽ biết cách để xác minh thôi. Thế nhưng anh ấy xin em ở lại một thời gian, cho đến khi nào anh ấy nhớ ra. Em cũng chót hứa với anh ấy rồi. Ừ, thế thì tùy em, nhưng mà chuyện này không để lâu được đâu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nhà có mỗi hai chị em gái, tự nhiên lại thêm mống đàn ông vào, hàng xóm người ta nhìn vào không hay đâu. Alo. Sao cơ? Cái lũ ăn hại chúng mày, nếu mà không tìm được nó thì đừng có về gặp tao. Tiền sư chúng nó, có mỗi thế cũng không làm được. Có gì anh cứ bình tĩnh đã. Biết đâu nó cũng chết ở xó nào rồi cũng nên ấy. Chết thì cũng phải tìm tới xác. Công ty nó cũng đang loạn hết lên rồi đấy anh ạ. Phải công nhận, cái đám nhân viên của nó giấu tin tức cũng kinh thật. Đến hôm nay mới lộ à? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có mà giấu được rồi. Công ty của chúng nó, chủ tịch mà không về thì chỉ có loạn thôi. Vậy là cơ hội cho công ty mình đang đến rồi đấy. Lần đấu thầu dự án mới sắp tới, chắc chắn công ty mình sẽ giành chiến thắng. Bây giờ mình chỉ cần tung tin đồn là chủ tịch chúng nó trốn nợ ra nước ngoài thì kiểu gì các nhà đầu tư cũng sẽ đòi thu hồi vốn, nhân viên thì sẽ nghỉ việc, và công ty của mình sẽ lấy lại vị thế đứng đầu như ngày xưa mà thôi. Hay, em đúng là ra cát lượng của anh, để cho người làm ngay. Này, nhưng mà mình cũng phải làm kín kín một tí, chỉ cần tung tin nửa vời thôi, cho thiên hạ nó tự suy đoán, như thế nó mới chân thật. Được rồi, anh hiểu rồi. Chắc chắn trước đây anh chưa từng làm việc này đúng không? Tôi cũng không biết. Nhưng mà sao cô hỏi vậy? Nhìn cách anh làm việc khi nãy là tôi biết ngay mà. Cũng có thể là như vậy. Mà sao tôi chẳng nhớ gì hết cả. Anh cứ bình tĩnh, từ từ rồi sẽ nhớ thôi. Anh làm sao đấy? Tôi dẫm vào thủy tinh rồi. Đâu, để tôi xem nào. Cũng không sâu lắm đâu, nhưng rất dễ bị nhiễm trùng. Thôi, để tôi đưa anh về băng bó vết thương nhé. Cảm ơn cô nhé. Thôi, lần sau anh đừng có đi theo tôi nữa. May là vết thương không sâu đấy, nếu không là phải đi bệnh viện đấy. Tôi xin lỗi vì tôi mà cô mất cả một buổi làm rồi.
anh không cần phải xin lỗi đâu. Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương là được. Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp cô. Tôi không cần anh báo đáp đâu. Chỉ cần anh nhớ ra mình là ai và đoàn tụ với gia đình mình là tôi vui rồi. Mà cô này, cô đã có người thương chưa? Anh hỏi cái gì cô? À, tôi hỏi là cô có người thương chưa? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Tại vì tôi thấy cô rất tốt nên tôi nghĩ có nhiều người thích lắm. Anh đánh giá tôi hơi cao rồi đấy. Thế là không ai thích cô à? Anh có cần phải hỏi thẳng như vậy không? Chết, tôi vô duyên quá. Thôi được rồi, tôi không giận anh đâu. Tuyền này. Sao vậy ạ? À? Hình như là tôi thích. Có ai ở nhà không nhở? Ra nhờ cái nào? Tới rồi nhở. Các anh tìm em có chuyện gì không ạ? Thằng kia đâu? Ai ạ? À? Mày đừng có giả vờ. Tao theo dõi mày từ hôm trước rồi đấy. Mau gọi thằng kia ra đây, không tao đập nát cái nhà mày. Các anh nói gì vậy ạ? À? Em không hiểu gì hết ạ. Không phải giả vờ nữa. Mau gọi cái thằng mất trí kia ra đây, không tao đập nát nhà mày, đập nát cả cái mặt mày luôn đấy. Các anh là ai? Sao lại tìm tôi? Mày đây rồi. Có nhận ra bọn tao là ai không? Tôi không nhớ. Các anh là ai vậy? Bọn tao là người nhà của mày đây. Mau đi về với bọn tao. Khoan đã. Anh có nhớ bọn họ là ai không? Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác bọn họ không phải người thân của tôi. Mày không nhớ thì làm sao mày biết là có cảm giác người thân hay không người thân? Thôi đi về, tao chữa trị cho nha. Không được. Các người là người xấu, không được đưa người đi đâu hết. Tao cứ thích đưa đấy. Mày làm gì được tao? Các anh mà làm gì, tao báo công an đấy. Báo công an á? Mày báo hộ tao cái. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Chị, hai người này định bắt anh ấy đi đấy ạ. Hai người là ai? Sao lại vào nhà người ta đòi bắt người thế? Tao đến đón người nhà tao về. Mày lấy tư cách gì mà xen vào? Vậy các anh lên công an trình báo đi. Nếu như công an xác minh các anh chính là người nhà của cậu ấy thì tôi sẽ để các anh mang cậu ấy đi. Nhỉ nhỉ. Thế nhưng mà bọn tao không thích trình báo đấy. Thì làm sao? Thế thì các anh đừng hòng mà đưa người đi. Còn nếu như các anh cố chấp thì tôi sẽ gọi công an đến để làm việc đấy. Chúng mày được đấy. Chúng mày cứ chờ đấy. Rồi tôi sẽ quay lại. Về. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Không có gì. Cậu cứ yên tâm ở lại mà nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ không dám làm gì cậu đâu. À, vâng ạ. Tuyền, đưa cậu ấy vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Vâng. Sao? Tìm thấy nó rồi à? Bắt nó về ngay cho tao. Cái gì? Cái đám nhà quê đấy dám giúp người của tao á? Thôi được rồi, cứ để nó ở đấy. Nhưng chúng mày phải theo dõi, đừng để cho nó ra ngoài là được. Tìm thấy nó rồi à anh? Ừ, tìm thấy rồi. Thế hắn nhớ ra chưa? Hình như là chưa. Ngày mai là đến buổi đấu thầu rồi. Chỉ cần qua ngày mai thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mà anh không thể để cho nó quay về được. Anh cứ lo cho công việc ngày mai đã. Chuyện đó tính sau đi. Ừ, anh biết rồi. Sao mày lại ở đây? Chắc là hai người thất vọng lắm nhỉ. Mày nhớ ra hết rồi à? Không nhớ ra thì làm sao tôi ở đây được? Các người giỏi lắm, dám hại tôi kiểu đấy à? Ai hại anh? Chúng tôi không biết gì hết. Các người không cần phải chối làm gì. Đàn em của các người đã bị công an bắt, họ khai hết rồi đấy. Các người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Mày đừng có nói láo.
bọn ta không làm gì hết, bọn ta không phải sợ. Có làm hay không ấy, thì hai người tự biết. Cần gì phải giải thích với tôi? Sức đấy thì để giải thích với công an đấy. Anh biết ngay là em ở đây mà. Em không ngờ anh lại là chủ tịch công ty lớn như vậy đấy. Cảm ơn em đã cứu anh. Không có gì đâu. Em thấy anh như vậy là em vui rồi. Tuyền này, có một chuyện mà lần trước anh định nói nhưng chưa kịp nói. Bây giờ anh muốn nói lại cho em nghe. Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ? Anh thích em. Em có thật cho anh một cơ hội được không? Anh đừng vì em cứu anh mà anh thích em. Em không xứng đáng với anh đâu. Em đừng coi anh là chủ tịch hay là gì cả. Anh là một người đàn ông bình thường. Còn em là một cô gái tốt. Nên anh muốn bên em thôi. Thế nhưng mà em chỉ là một cô gái quê mùa. Còn anh lại là chủ tịch một tập đoàn lớn. Từ lời ăn tiếng nói đến lối sống, chúng ta khác xa nhau. Em nghĩ mình không xứng với anh đâu. Nếu không có em thì làm sao có anh bây giờ? Thế nên phải nói là anh không xứng đáng với em mới đúng. Với lại thời gian ở bên cạnh em, anh thấy em là một cô gái rất tuyệt vời. Sống giản dị và biết yêu thương người khác. Người như em, cho dù ở môi trường nào cũng luôn được người ta tôn trọng. Thế nhưng mà... Không nhưng nhịn gì hết. Em cho anh một cơ hội nhé. Hay là em không có tình cảm gì với anh? Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé.